lâu rồi. Em tiếp xúc với cồng chiêng là từ 52 tuổi. Em có một số rất vui vì khi được tiếp xúc với cồng chiêng, với cả nghệ nhân. Mong của em là được đánh cồng chiêng thì em sẽ đưa ước mơ của mình để được giao lưu cùng anh chị đã tập học đi. Twins Nga and Nghiệp are studying gong playing at Conray Boarding School in Conray District, Kontum Province. The gongs, like the wind in the mountains, the rustle of jungles, and roar of waterfalls, are the sounds of home for the Conray people. However, to preserve a future for gong playing, the teaching of the gong isn't about just Nga and Nghiệp. Continuous efforts are needed to conserve and maintain gong playing in order to ensure the sounds continue to reverberate among future generations. Cái việc quan trọng nhất là chuyện tiếp nối, cho nên có rất nhiều những cái lớp truyền dạy gong chiêng trong các trường học cũng có, rồi trong các buôn làng cũng có. Để tổ chức được cái lớp truyền dạy gong chiêng tại trường thì nhà trường đã mời các nghệ nhân tại các làng về truyền dạy cho các em trong các buổi ngoại khóa của trường. Along with teaching the gong to younger people, the compilation of a handbook on gong playing culture and the collection of 10 old gong compositions are part of an effort being made by organizations, authorities, and local people to preserve their cultural identity. The compilation of this research is part of the work of the Heritage of Future Past project. Cái cuốn sách này là chúng tôi làm bắt đầu từ tháng 3, chất lọc lại những cái gì mà quan trọng nhất để có thể phản ánh được cái văn hóa nó xoay quanh cái gong chim của người Bana này. Khó khăn là việc mình sưu tập rồi mình chất lọc lại, bởi vì văn hóa Tây Nguyên là một cái gì rất là khổng lồ. Tiếng Việt của mình nó có những cái từ rất là lạ, rất là hay. Ví dụ như văn hóa thì đâu có thể dịch từ thế được. Cái dịch ra nghĩa hay đọc người ta sẽ hiểu được đó là gì. Along with translating the book, the activity includes researching and studying the 10 oldest gong melodies and then transcribing their sounds with the intention to record and preserve them. Nhất là cái phong tục lễ hội Đông Trâu á, thì cái này lễ hội Đông Trâu là phải kèm với cái gòn trống, là cũng như không thể bỏ. Bởi vì thứ hai thì nói chung thì lễ hội như là mới. Thứ ba thì là ngày mà người ta là chuẩn bị gọi là mừng, gọi là lu mới, gọi là Ết Đông. The gongs are a cultural expression. They're the voices of the Banar. The sound of the gongs convey everything they want to say. Each melody and rhythm contains its own special meaning. Hy vọng là những bài lệ ký âm sẽ là lưu truyền lại cho đời sau, giúp những bài chiêng cổ là không bị mai mòn. Sau này là về bộ cồng chiêng thì để những người biết hơn về bộ cồng chiêng của mình, cái chiêng này và đến đời sau. The Heritage of Future Past has helped create opportunities for the Central Highlands people to pursue their dreams. With their efforts, along with the love of every villager, the sound of gongs will continue to echo the hills around their beloved villages.